Nên bữa nay không đổ sư. Lạnh lắm, bữa nay này bữa nay là tuyết tuyết trắng luôn. Ghê gớm quá vậy. Thấy ơi, thấy ông Kiên nhân nhận mặt thoải mái quá. À, bên đây mùa hè sư. Ồ, bên con mùa hè thành ra mặt thôi. Nóng chảy mỡ sư. Bữa nay trên đây là tuyết gần 4 tấc, gần 4 tấc. À, trời đó. Dữ ha sư. Wow. Gần 4 tấc. Bữa nay chúng ta chỉ có một giờ đồng hồ để nói chuyện với nhau thôi. Yeah. Wow. Yeah, một giờ đồng hồ. Tuyết dạ? Nhiều sư đi đâu? Không, có việc ở dưới phố, cái gì đi phải đi 2 giờ đồng hồ, đi sao lỡ 2 tiếng đồng hồ. Yeah. À vậy hả sư? Dạ. Dạ. Con kính sư, mời sư ạ. Trong cái mùa Covid này nè. Chuyện cũ chưa qua thì chuyện mới lại tới. Chúng ta bây giờ chúng ta có thêm cái Omicron đấy. Omicron. Chúng tôi có được một cái đề nghị của Phật tử mà nói rằng lâu nay không có dịp học giáo pháp, mà bây giờ thì không biết sống nay chết mai, cho nên là muốn tranh thủ nghe được cái chút gì đó bỏ túi, lỡ mà có đi cũng có cái bỏ túi, mà họ nói rằng họ muốn nghe cái gì đó mà dành cho cái người dốt. Người biết vậy. Người biết vậy. Có Phật pháp thì giống như là nắng, giống như gió, giống như đại dương. Có nghĩa là tùy cái khả năng tiếp nhận của mình, mà mình đón nhận được nhiều hay ít thôi, chứ còn không hẳn, không có đòi hỏi là Phật tử phải tinh thông giáo pháp. Thì tôi đắn đo cân nhắc, cuối cùng tôi chọn ra một chữ để gửi đến các vị Phật tử trong cái pháp thoại sáng nay, tức là cho mấy bà con nào mà không biết gì hết thì có thể lận lưng cái chữ đó để mà phòng thân. Đó là cái chữ tuy. Một chữ tuy thôi. Nếu mình không biết Phật pháp gì hết, mình chỉ nhớ được cái chữ tuy đó thôi đó, thì cũng có chút gì đó cầm tay. Tuy đây là sao? Ở đây chúng ta có rất nhiều chữ tuy. Thì tôi nhớ bao nhiêu tôi nói bao nhiêu. Chứ còn nhiều lắm, chữ tuy nó vô số lần. Tuy xa mà gần. Tuy gần mà xa. Tuy ít mà nhiều. Tuy nhiều mà ít. Tuy thấp mà cao. Tuy cao mà thấp. Là mình sơ sơ là mình nói mấy cặp đó thôi. Thì mình không biết giáo lý, mình chỉ nhớ về một cái chữ tuy này thôi đó, thì cũng tu được. Còn hơn là không biết gì hết. Thứ nhất á, tuy ít mà nhiều làm sao? Theo trong cái giáo lý A Tỳ Đàm, tức là một trong ba tạng ấy, tạng A Tỳ Đàm thì dạy cho chúng ta biết thế này: toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ, của vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh ấy, nói ra cho nghe nó gồ ghề là chúng sinh rồi vạn hữu rồi vũ trụ rồi chưa ghê gớm, nhưng mà thật ra đó thì tất cả chỉ nằm gọn trong hai phần, đó là cái phần danh và sắc, tức là phần hồn và xác, tinh thần hay là vật chất. Thì cả hai cái thành phần này đó, nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi. Hết cái sát na này, nó tiếp nối cái sát na khác. Dầu đó là một cái viên kim cương hay là một cái bọt nước, một hạt xương, thì nó cũng chỉ tồn tại trong mỗi một từng sát na một, và các thành tố cấu tạo nên nó lại vô thường và được tiếp nối bằng những thành tố khác tương tự, giống nhưng không phải là một. Đấy. Cho nên là chuyện đầu tiên, tuy ít mà nhiều làm sao? Có nghĩa là tuy là chúng ta chỉ tồn tại trong từng sát na thôi. Mỗi một giây phút hiện tại chúng ta chỉ có tồn tại trong một sát na thôi. Một thì đâu có nhiều, không? Mà sát na đó thì nó rất là nhanh, nó ngắn lắm. Một giây đồng hồ thì nó có hàng là triệu cái sát na tâm sinh diệt,
nhanh như vậy. Cho nên là mỗi cái giây phút hiện hữu chúng ta nó ít lắm, chút xíu thôi. Nó giống như là một cái, tôi nói hoài, nó giống như một cái chiếc xe 18 bánh hay là một chiếc xe đạp. Thì cái trọng lượng, cái kích cỡ nó khác nhau thiệt đó, nhưng mà nó có một điểm giống nhau thế này. Đó là cái diện tích bánh xe mà nó tiếp xúc với đường đó, cái phần diện tích đó nó rất là nhỏ. Ví dụ chiếc xe 18 bánh đó, cái tổng diện tích nó là cả hàng trăm, cả trăm mét, mét vuông. Mình đo hết, đo các cạnh cả hàng trăm mét vuông. Nhưng mà cái phần mà nó bám trên đường thì có chút xíu thôi. Xíu thì có bị ra đường nhìn thấy cái bánh xe nó lăn trên đường, cái phần mình nó ăn nó dính mặt đường có chút xíu. Và cái chút xíu đó nó thúc đẩy, nó là cái nền để nó đẩy cái chiếc xe chạy trên đường, dầu là con đường vạn lý đi nữa, dầu chiếc xe đó nó nặng bao nhiêu tấn đi nữa, thì cái phần nó dính trên đường có chút xíu thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có mang một cái danh phận nào đó, dầu là chúng ta là có tiền bạc, có tiếng tăm, có quyền lực, có uy tín, có bao nhiêu thứ ghê gớm nhất trên đời này đi nữa, nhưng mà cái phần mà chúng ta dính với cái thực tại hiện hữu đó, thì nó chỉ là từng hơi thở ra vào, đó là nói về phần xác. Còn nói về phần hồn ấy thì nó chỉ là từng cái sát na tâm chút xíu thôi thôi, ít thôi, tuy ít nhưng mà nhiều. Nhiều là sao? Có nghĩa là toàn bộ cái vũ trụ này tuy nó tồn tại trong từng cái sát na như vậy đó, nhưng mà mỗi sát na đó, khi nó được tiếp nối, được thừa tiếp, được kế thừa liên tục, thì nó sẽ có thể để lại những cái ảnh hưởng, những cái tác động rất lớn cho thế giới xung quanh. Chứ ít mà nhiều là như vậy. Chúng ta biết rằng theo Trung Hoa Tỳ Đàm, để trở thành một bậc thánh, chúng ta chỉ trải qua một tích tắc thôi. Một tích tắc, trong đó chỉ có vài sát na tâm thôi. Chỉ có một sát na thánh đạo, và sau đó là hai hoặc là ba sát na thành quả, thì lập tức nó chặn đứng toàn bộ cái dòng luân hồi vô thủy vô chung của mình từ xưa đến giờ. Chỉ có mấy sát na thôi, chỉ có mấy sát na thôi, chỉ một sát na thánh đạo và hai hoặc ba sát na thành quả, thì là lập tức là toàn bộ cái dòng chảy luân hồi nó bị chặn đứng ngay. Chưa hết nữa, còn nữa, chỉ cần mà chúng ta có một cái khoảnh khắc chán sợ sanh tử, khoảnh khắc nó cũng có nhiều lắm đó, và thiết tha tu tạo vun bồi công đức, thì cái thời gian tu tập cũng bao nhiêu hết. Nhưng mà chỉ cần có cái tâm thôi, chỉ có cái tâm gọi là sơ phát bồ đề tâm, có cái lòng mà sơ phát bồ đề tâm, thì cái khoảnh khắc đó nó có cái tác dụng cực lớn, là nó chặn đứng cái dòng chảy luân hồi của chúng ta. Mặc dù nó không có chặn đứng liền đâu, nhưng mà bắt đầu rồi đó, bắt đầu. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày mô tả đó, tất cả chúng sinh phàm phu trên đời này giống như những thủy thủ với một chiếc thuyền thật tốt đi trên đó, và chiếc thuyền đó liên tục được sửa chữa, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng liên tục, và do đó chúng ta tiếp tục có mặt trên cái biển khổ sinh tử. Riêng một cái người mà coi như là đã có lòng cầu giải thoát ấy, thì họ đã giống như một thủy thủ mà đã chán biển, sợ biển rồi, phải chưa? Còn nữa, khi mà chúng ta chứng sơ quả tu đà quần, nhị quả, tam quả trở lên, thì bắt đầu cái thuyền chúng ta bắt đầu nó có dấu hiệu nó mục rồi, và chúng ta không có còn là tiếp tục duy tu bảo trì nữa. Bờm nó nát, bánh lái nó mục, mỗi neo nó cũng rỉ sét rồi. Và lên tới quả vị la hán thì chúng ta giống như là một chiếc tàu, một chiếc xuồng mà nó kéo lên cạn, mục nát và chờ nó trở thành đất, chờ nó trở thành đất, trở về với đất thôi. Cho nên tuy ít mà nhiều có nghĩa là chỉ cần có cái giây phút sơ phát bồ đề tâm, thì đó là cái khởi điểm bắt đầu, khởi điểm bắt đầu để mà chấm dứt toàn bộ cái dòng sinh tử. Khoảnh khắc đó không có nhiều lắm, nhưng mà nó là điểm bắt đầu cho sự chấm dứt sinh tử. Và mỗi cái công đức chúng ta làm, từ cái chuyện nhặt lá, quét rác, chùi cầu, rửa chén, nghe kinh, ngồi thiền, giữ giới, bố thí, lễ Phật, cúng hoa, thắp nến, tất cả những khoảnh khắc đó tuy nó nhỏ nhưng mà tác dụng nó rất lớn. Đó là nói về cái thiện. Còn cái bất thiện thì sao? Một cái khoảnh khắc vọng niệm, vọng động, một cái khoảnh khắc gần gũi ác hữu, tà sư, khoảnh khắc có thể không có nhiều lắm, nhưng mà những gì mình được rao giảng, tuyên truyền, những gì mình tích lũy, thu gom trong từng khoảnh khắc đó, nó sẽ để lại một cái di hậu, di họa cực lớn cho đời sau. Nhẹ nhàng thôi, mở ra một trang web
một trang web rồi đọc sơ sơ, nghe một hai băng giảng, ghi xuống một hai câu mình gửi, hãy cẩn thận coi chừng một cái sự đồng tình, một sự thỏa hiệp nào đó nó sẽ là cái điểm bắt đầu cuốn chúng ta vào cái cơn lốc sinh tử mà chúng ta không có ngờ. Nhớ cái đó rất quan trọng lắm, đúng không? Cho nên tuy ít mà nhiều là như vậy đó, tuy ít mà nhiều là như vậy, có nghĩa là mà mỗi cái khoảnh khắc hiện hữu nó không có đáng gì hết, nhưng mà nó được khởi sự bằng cái tâm niệm, bằng cái ý niệm như thế nào thì chính cái ý niệm đó, cái tâm niệm đó nó sẽ dắt chúng ta đi. Giống như trong Pháp Cú có câu ít chăng nó răng parikasati, chính cái ước vọng, cái hướng tâm của mình ấy, nó dắt mình đi trong ba cõi, và cuối cùng cũng chính ước vọng đó nó có giúp mình giải thoát sanh tử luân hồi hay không, chỉ là cái ước vọng thôi, rất quan trọng lắm. Cái điểm định điểm bắt đầu, cái khởi điểm bắt đầu rất là quan trọng. Cho nên người tu dầu dốt cách mấy cũng nhớ cái chữ tuy đầu tiên, đó là tuy ít mà nhiều, có nghĩa là hãy cẩn trọng với từng cái khoảnh khắc thiện ác của mình, từng cái người bạn mà mình chơi chưa hết, nó còn có nhiều cái nữa, lúc chút nó có đáng. Món ăn, ăn mà ăn bậy đó là nó bệnh đó. Rồi thuốc men mà sơ ý là chết chứ phải không? Lái xe trên đường chỉ sơ ý một chút thôi là chết, chỉ cần sơ ý một chút thôi là cuộc đời mình kết thúc. Có nhiều cái tuy thấy nó nhỏ đó nhưng mà nó là lớn à, tuy nhỏ mà lớn là trong đó phải cẩn trọng. Và cái cặp thứ hai, và chúng ta có quá nhiều cặp đây cho nên chúng ta không thể nói nhiều được à, cặp thứ hai đó là tuy, cái cặp thứ nhất là tuy lớn mà nhỏ, tuy ít mà nhiều. Còn cái cặp thứ hai đó là tuy nhiều mà ít. Tuy nhiều mà ít là sao? Bỏ ra một đời lăn lóc cơm gạo áo tiền, một đời cả 70 năm trời đâu có ít đâu, không 70 năm, nhưng mà thay vì người ta dùng từng ngày để làm cái chuyện muôn kiếp, còn mình dùng muôn kiếp để làm cái chuyện của một ngày. Chuyện muôn kiếp nghĩa là muôn kiếp làm chuyện một ngày là sao? Có nghĩa là cứ cơm gạo áo tiền, cơm gạo áo tiền đó là chuyện của một ngày. Bởi vì một ngày mình ăn ngủ, ăn ngủ ăn mặc ở, một ngày chỉ có ba nhu cầu đó, thì ăn mặc ở hoặc thêm cái là đi lại hoặc là thông tin truyền thông, chỉ vậy thôi. Nhưng mà chỉ vì cái mấy cái nhu cầu mà gọi là vật vãnh này nè mà chúng ta đem cả đem nướng cả cái cuộc đời của mình, cho nên cả cuộc đời mình tuy nói nhiều nhưng mà nó ít, tức là mấy chục năm trời, nhưng mà cái giá trị nó, cái ý nghĩa của nó chẳng là gì hết. Còn bây giờ quý vị sống giùm tôi 80 năm, các vị trên giường bệnh hấp hối rút cuốn sổ ra ghi coi, trong mấy chục năm mình làm gì. Thì nhỏ là bố mẹ, không? Lớn lên thì vợ chồng, rồi có cái nhà, có chút tiền trong nhà băng, rồi lớn lên về hưu, rồi vào trong nhà già, chết, có nhiều đó thôi. Và trong mấy chục năm đó cứ là sống để đi làm, và đi làm để sống. Mấy chục năm nó cũng nhiều hết chứ, nhưng mà, giá trị nó rất là ít. Cẩn thận, tuy nhiều mà ít là như vậy. Tuy nhiều mà ít là như vậy. Cả đời mình cứ gọi là lo toan, quan hoài, sắp đặt bao nhiêu cái mộng ước mà tưởng nó ghê gớm đó, nhưng mà cơm gọn nó chẳng là gì hết, nó chỉ quẩn quanh trong cơm gạo áo tiền, nó chỉ quẩn quanh trong cái mình Đức Phật gọi là cảm xúc. Chỉ vì trốn khổ tìm vui, chỉ vì trốn khổ tìm vui, chỉ vì một chút tiện nghi mà chúng ta đem nướng mấy chục năm. Mà trong kinh nói đó, mấy chục năm của chúng sinh nó không có giá trị giống nhau. Mấy chục năm của một con heo, con chó, con ruồi, con muỗi nó khác, mấy chục năm của con người nó khác. Cái cơ hội làm người nó rất là hiếm, rất là hiếm. Và chúng ta cũng biết là một ngày của một vị giáo sư đại học, cái giá trị ý nghĩa nó khác như một ngày của một người mù chữ, một ngày của một người biết làm ăn, biết đầu tư, nó khác như một ngày của một cái người bán vé số, không, nó khác. Mình có được một ngày của cái tấm thân nhân loại nó quý lắm, nhưng mà mình không biết dùng nó, đem tiêu pha hoang phí mấy chục năm đó cho một ý nghĩa, cho một cái lợi ích, cho một cái tinh thần rất là thấp, không có đáng kể. Cho nên hãy cẩn thận, nhiều khi tuy nhiều mà ít là như vậy đó. Tuy nhiều mà ít, hồi nãy mình nói là tuy ít mà nhiều, bây giờ mình nói qua cái cặp thứ hai là tuy nhiều mà ít. Rồi cái cặp thứ ba đó là tuy xa mà gần. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong đầu của mình một ngày á, mình nghĩ bao nhiêu chuyện,
bao nhiêu chuyện tin tức thế giới, rồi châu Phi, rồi Covid, rồi Bắc Hàn, rồi tình hình chính trị bầu cử ở Mỹ, ở Trung Quốc. Rồi biết đạo thì mình nghĩ đến cõi trời, nghĩ đến địa ngục, kỹ lung tung hết, tuy xa nhưng mà gần, có nghĩa là sao? Chúng ta không thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình, nhớ cái đó. Có nghĩa là cái đầu chúng ta nó có đi bao xa đi nữa, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải quay về với cái đời sống như trước mắt của mình, từng phút trôi qua. Bây giờ chúng ta có muốn thành Phật, cái chúng ta có muốn làm Phạm Thiên, Đế Thích, Ác Ma Thiên Tử, hay là chúng ta có muốn thành Giáo Hoàng, Tổng thống, Thủ tướng, trở thành một nhân vật lớn của thế giới, của vũ trụ. Chúng ta có muốn trở thành một người chồng, người cha, một người mẹ, một người vợ thành công, hạnh phúc. Muốn cái gì muốn, nhưng mà cái chuyện trước mắt đó là chúng ta phải giải quyết từng giây phút hiện tiền. Chúng ta phải có một cái thái độ sống trí tuệ, thiện lương với từng cái trần cảnh mà xảy ra, diễn ra trước mặt mình. Nhớ cái đó, tôi nói gọn lại lần nữa, toàn bộ cuộc sống và đời tu của mình ý, chỉ đơn giản là cái cách mà mình làm việc với sáu trần mà nó xảy ra ngay trước mặt mình thôi. Dầu cái đầu mình toan tính chuyện gì ghê gớm, xa vời trên trời dưới biển gì nữa, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta cũng phải quay về với cái gì trước mắt của mình thôi. Dầu thiện hay bất thiện, không? Đi xa mà gần là như vậy. Tôi nhắc lại, dầu có bao nhiêu mộng ước, có bao nhiêu giấc mơ đời, thì cuối cùng chúng ta cũng phải ngó lại cái chuyện trước mắt. Sức khỏe mình ra sao, cái chuyện ăn uống mình mỗi ngày ra sao, ai là người mà mình thường xuyên gặp gỡ, sách báo nào mình thường xuyên đọc, đó, sách báo, thực phẩm, thầy bạn, môi trường sống, tất cả những cái đó, nếu mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình là coi như thua, coi như tiêu, nha. Cho nên tuy xa mà gần, có nghĩa là dầu cái đầu mình có bôn ba ngoài vạn dặm, nhưng mà cuối cùng thì cái ý nghĩa thật sự của đời sống phải được giải quyết ngay tại đây và bây giờ. Tương lai của mình giàu nó có là muôn triệu tỷ kiếp gì đây nữa thì cũng vẫn phải được bắt đầu từ giây phút hiện tại nha. Cho nên tuy xa mà gần là do đó, tuy gần mà xa là sao thì cứ lật ngược lên mày hiểu. Tuy chúng ta chỉ là một người Phật tử với những cái công việc thường nhật, nó không ra không có cái gì hết, nó cũng thường thường thôi, cũng bắt quan trai, cũng năm giới, rồi cũng bố thí, cũng cúng dường, không, rồi cũng sống phải đạo phải phép với cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, chòm xóm láng giềng, bà con thân hữu, quẩn quanh đó. Tuy nhiên chính cái nếp sống này nè, nó sẽ đẩy mình về bao nhiêu là cảnh giới muôn trùng vạn dặm trong tương lai. Nhớ cái đó, tuy gần mà xa là như vậy. Tuy mình luôn luôn sống với cái gì trước mắt đúng, nhưng mà cái kiểu sống đó nó sẽ đưa mình đi về đâu? Nó có dẫn đến cái cứu cánh giải thoát, hay là nó tiếp tục nó đẩy mình vào cái dòng chảy luân hồi gọi là bất tuyệt, không có ngày chấm dứt? Cái này là do từng cái giây phút trước mắt mình, nên tuy gần mà xa là như vậy. Nó tuy xa mà gần, mà tuy gần mà xa, tuy thấp mà cao, tuy cao mà thấp, làm sao? Tuy thấp mà cao, tuy cao mà thấp. Tuy thấp mà cao có nghĩa là mình sống thực tế. Thực tế với cái gì chung quanh mình thôi. Đối với một người Phật tử, thấy con kiến, thấy con ruồi không giết, thấy cái gì nó cũng có gì ghê gớm, không? Từng giây phút ngồi tĩnh tâm. Tĩnh tâm với cái gì? Tĩnh tâm với hơi thở ra vào, quán niệm về bất về 32 thể trược, quán niệm về cái chết, tu tập về từ tâm, ngồi ngước nhìn cái bàn Phật trước mặt mình. Mấy cái đó mình thấy cũng có gì ghê gớm, không? Mà nhất là cái chuyện mà các vị ngồi thiền, các vị thấy mình tu cái niềm tu cái hơi thở mình thôi. Tuy thấp thấy nó không có gì ghê gớm, nhưng mà cao có nghĩa là tùy từ những cái bắt đầu đó thì cảnh giới nào chúng ta cũng với tới, cảnh giới nào chúng ta cũng chạm tới hết. Tuy thấp mà cao là như vậy đó. Chứ còn đừng có nghĩ cái chuyện mà học hỏi giáo lý cao siêu mà đừng ngay cái đời sống hiện tại trước mắt cả. Thì mình là một người chồng không ra chồng, người cha không ra cha, một người mẹ không ra mẹ, một người vợ không ra vợ, trò không ra trò, thầy không ra thầy, đạo không ra đạo, mà đời không ra đời đó, bạn không xứng là bạn đó, không, con người không đáng mang thân người đó, thì cái đó không được. Phải hoàn tất những gì cần thiết ngay trước mắt mình, và thấy nó có vẻ thường lắm, thấy nó thấp đó, nhưng mà nó là cái nền, nó là cái giàn phóng, nó là cái bệ phóng để chúng ta có thể vươn tới bất cứ một cảnh giới cao xa nào,
ngay trong đời này hoặc đời sau. Tại sao có cái cảnh giới trong đời này là sao? Vì vì cảnh giới nó có hai, cảnh giới không gian và cảnh giới tâm lý. Cảnh giới không gian là cái nơi chốn mà mình sẽ về, còn cái cảnh giới tâm lý tức là cái cảnh giới tư duy của mình á, mình có thể vươn tới cái cảnh giới nào trong cái giáo pháp này, thì đó cũng là một thứ cảnh giới. Cảnh giới của tự tâm tưởng nó cũng là một thứ cảnh giới nha. Cho nên tuy thấp mà cao là như vậy, còn tuy cao mà thấp thì cứ lật ngược là mình hiểu. Có nhiều khi mình toan tính những chuyện trên trời dưới biển á, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chỉ quẩn quanh ở trong cái đời sống của vật dục. Mình có tôi muốn trở thành đế thích, trở thành giáo hoàng, trở thành một nhân vật ghê gớm nào đó, trở thành một vị danh tăng, trở thành cái gì đó, nhưng mà chỉ quẩn quanh ở trong cái thế giới của năm trần rồi, chứ không có xa nha. Và chính Đức Phật cũng đã xác nhận năm quẩn phải được quán chiếu qua 11 khía cạnh, tức là tất cả các quẩn quá khứ, hiện tại, xa, gần, thô, tế, thắng, liệt. Này, thì tất cả đều là vô ngã, vô thường hết. Thì trên cái nền tảng này nè, trên nền tảng này thì sống ở trong cái tâm niệm đó, thì cảnh giới nào mình cũng tới. Còn nếu mà mình nghĩ cái chuyện xa vời, mà đôi khi ngay cái khoảnh khắc thực tại hiện tiền mà mình lại bỏ qua, không sống chánh niệm, không sống với từ tâm, không sống với trí tuệ, không sống với bao dung, không sống với tha thứ, độ lượng, thì coi như cũng chỉ quẩn quanh thôi. Nhớ cái đó, nhớ cái đó rất là quan trọng. Cái đó là tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, tuy ít mà nhiều, tuy nhiều mà ít. Nãy tôi ít nhiều tôi giảng rồi, tuy xa mà gần tôi giảng rồi, bây giờ tôi giảng tiếp cái nữa, một cặp tiếp theo. Đó là tuy riêng mà chung, tuy chung mà riêng làm sao. Tuy chung mà riêng làm sao, có nghĩa là dầu bây giờ chúng ta có bao nhiêu mà cái mối quan hệ quen biết, chúng ta có bao nhiêu thầy bạn, chúng ta có cái khả năng liên lạc với bao nhiêu người trên internet đi nữa, nhưng mà cuối cùng tuy nhiều tuy đông nhưng mà tuy chung mà riêng, có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng trở về với cái gốc riêng của mình, buồn vui cũng của mình không ai biết. Cái bây giờ nhẹ nhàng nhất, chóng mặt nhất, đầu nhất răng của mình không ai chia sẻ với mình được hết. Và cuối cùng trên giường chết, triệu người quen có mấy người thân, lúc lì lời có mấy người đưa. Mình quen biết bao nhiêu người, như giáo hoàng có trên 1 tỷ giáo nhân thờ lại giáo hoàng trên đầu. Nhưng mà tới lúc mà giáo hoàng mà coi như là hấp hối thì giáo hoàng cũng xuôi tay, cũng xuôi tay ra đi một mình thôi. Và Đức Phật cũng vậy, dầu đệ tử ngài rải khắp vô lượng vũ trụ, nhưng mà dưới gốc sala của Kusinara thì ngài cũng phải ra đi một mình, chứ làm gì có gì ngài đi chung với ai, kể cả ngài A Nan đi bên cạnh Đức Phật mấy chục năm, nhưng mà giờ đó thì cũng ở lại, Đức Phật đi mình thôi. Rồi bà Gia Du đi bên cạnh Bồ Tát trong suốt 4 a tăng kỳ, tự tưởng sao giờ cuối thì bà cũng đi đường bà, mà ngài đi đường ngài. Cho nên đi chung mà riêng là chỗ đó đó, đi chung mà riêng là chỗ đó đó. Chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ với bao nhiêu thiên hạ, bao nhiêu chúng sinh trong trời đất, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình cũng phải trở về với cái gốc riêng của mình, dầu chúng ta có là một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng điều tự, hay là một con ruồi con muỗi, cũng phải trở về với cái gốc riêng của mình mà thôi. Tuy chung mà riêng, đúng là mấy cái này mà tán ra nó rộng dữ lắm, nhưng mà tôi làm gọn gọn thôi cho mấy người sơ cơ. Tuy chung mà riêng, bây giờ tuy riêng mà chung làm sao, cái này rất là quan trọng lắm nha. Tuy mỗi người có một mảnh đời riêng, tuy nhiên cái riêng đó luôn luôn nó để lại một cái tác động cực lớn ra ngoài thế giới xung quanh. Các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi chuyện đó, bắt buộc các vị phải đồng ý với tôi chuyện đó. Dầu chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải trở về với mình. Đó là một chuyện, nhưng mà lật ngược lại, dầu chúng ta có trở về với mình, nhưng mà mỗi cái riêng của chúng ta nó đều có một ảnh hưởng rất lớn và bắt buộc phải có đối với thế giới xung quanh. Dầu các vị có là một con ruồi, các vị sống ở trong một cái góc tối mà một thân một mình, các vị nghĩ không ảnh hưởng đến ai? Sai, sai. Con chuyện trước mắt, con ruồi nó có thể làm lây na lan mầm bệnh hay không? Có. Con ruồi nó có khả năng đẻ trứng hay không? Có. Chỉ vậy là mình đã thấy con ruồi nó tuy riêng mà chung rồi đó. Đó thì chưa hết, nếu mà nó tiếp tục làm ruồi thì có nghĩa là nó tiếp tục sanh tử, đúng không?
Và nếu mà nó tiếp tục sinh tử thì cái khả năng mà sau này nó trở thành một Hitler, một Pol Pot, một Mao Trạch Đông cực lớn. Bởi hễ còn luân hồi thì cái khả năng mà mình trở thành những nhân vật mà đại gian đại ác gây họa cho thiên hạ, nó khả năng nó cực lớn. Để tôi kể các vị nghe một cái chuyện nhỏ xíu xíu thôi. Trong 47 vị đại đệ tử cao đồ của Đức Phật có một vị tên là Bilinawacha. Bilinawacha. Vị này có một cái ưu điểm và có một cái khuyết điểm. Có một cái khuyết điểm trước đi. Là vị này đó là coi như đặc lán. Nhưng mà ngôn từ nói chuyện vị này khó nghe lắm. Thì chỉ trong kinh đó chỉ nói chỉ có các bậc mà đại thánh mà thượng thừa đó, thì như cỡ như là hai vị thượng thủ hoặc độc giác hoặc là chánh đẳng giác, thì chánh đẳng giác thì tuyệt đối rồi, nhưng mà các vị thượng thủ đó, thì xác phát là phát quần liên và các vị độc giác họ tu lâu đó, thì cái thói quen xấu xấu đó, họ bỏ được nhiều lắm. Mà riêng mấy vị mà tu ít hơn chút đó, tu gần 100.000 đại kiếp hoặc vài chục ngàn đại kiếp, khi mà đủ duyên ba la mật thì mình chứng thánh thì phiền não thì không còn, nhưng mà cái thói quen sinh hoạt ấy, nhiều khi cũng còn. Ví dụ như ngày Bí Lên Quách Xá nãy tôi nói, ngày trước khi chứng thánh mà tới khi chứng rồi đó, ngày nói chuyện ngày hay nói thì cái tự mình là nói trên đầu này. Nói trên đầu à, cái ông sư đen đen đó đâu rồi, cái ông đen đen này mới đứng ra đây rồi, cái ông mà số quát nữa đâu rồi, cái ông kia xích đứng xích qua bên mình, trong khi cái lòng nghe là đại bi mà nghe nói chuyện vậy đó à. Thì chữ tăng phiền lắm, nói chuyện phiền lắm, kêu réo xưng hô kỳ lắm, kêu vậy đó. Trong kinh còn nói rõ cái chữ quát xa lá, cái chữ quát xa lá là cái thằng mạt hẹn đó đâu rồi, dễ sợ như vậy đó, kêu tự nặng kêu mạt hẹn. Thì chữ tăng phiền quá, phiền ra nó trời ơi sao mà nói chuyện gì kỳ quá vậy. Thì khi mà gặp Đức Phật, cái Đức Phật giải thích, Đức Phật nói là con trai Như Lai không hề có một tí ti ác tâm nào hết, nhưng mà đó là thói quen nhiều kiếp của vị này đó. Tại vì vị này trong nhiều kiếp là sinh ra trong cái dòng dõi thượng lưu đó, là ăn trên ngồi chóc, cho nên nói chuyện là chỉ biết nói trên đầu cổ là không à. Mà đôi khi trong cao độ Đức Phật là biết bao nhiêu vị cũng ăn trên ngồi chóc người ta, nhưng mà cái tánh khiêm cung hòa nhã. Còn vị này nhiều kiếp có thói quen kỳ vậy đó, bây giờ chứng thánh rồi nhưng mà thói quen đó là cái nhược điểm, cái nhược điểm của vị này. Nhưng mà cái ưu điểm của vị này là sao? Tuy nhân loại đó mà tiếp xúc với ngài đó thì phiền lắm, nhưng mà chư thiên đó, có một số lượng lớn chư thiên đó, mê ngài lắm, thương ngài lắm, quý ngài lắm. Và ngài sẽ là Phật đó, là đệ nhất trí tuệ. Ngài Mô Quyền Liên là đệ nhất thần thông, ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà, Ngũ Ba Ly là đệ nhất trì luật. Nhưng mà riêng cái vị này đó là đệ nhất về cái gì? Là đối tượng ái kính của chư thiên. Có nghĩa là trong chư tăng đó là cái vị mà được chư thiên thương mến mà nhiều nhất chính là cái vị này mới ghê. Nói về số lượng đó, nói về số lượng là vị này được chư thiên thương, cái số lượng thương rất là đông. Vì sao vậy? Bây giờ tôi đang giảng vì sao riêng mà chung là cho đó. Có nghĩa là cách đây không quá lâu, trong một vài cái tiền kiếp cách đây không quá lâu, vị này là một chuyển lưng vương, tức là một minh quân thánh chúa, đã gọi là cai trị toàn cái hành tinh này, và đương nhiên là hướng dẫn mọi người gọi là tu tập thiện pháp. Và với cái sự khích lệ khen thưởng của vị này, mà rất nhiều nhân loại đã tu tạo công đức và được sinh thiên. Và khi họ về trời rồi đó thì cái tuổi thọ trên đó nó lâu lắm. Mà trong khi ngày đó thì ngày trở xuống ngày mang thân nhân loại thì so với cái thời gian mà mấy người kia họ về trời đó thì chẳng là cái gì hết. Đấy. Cho nên đó là họ vẫn tiếp tục sống trên đó, và họ để ý coi ngày đi cái ông chuyển lưng vương ngày xưa mà thúc đẩy mình về trời đó, bây giờ ông ở đâu. Thế là họ thấy bây giờ ông là một vị tỳ kheo tu trong Phật pháp. Họ thương nó, họ mang ơn là không có ông này là bây giờ mình lọt tới 18 phần rồi. Vì vậy họ rất là thương. Cho nên đó, cái gọi là tuy riêng mà chung cái đề tài này nó rất là quan trọng và rất là sâu. Nếu mình xé ra, đừng có cho rằng mình là người bé mọn rồi mình không ảnh hưởng vũ trụ. Sai. Ở trên cái mặt phẳng của vũ trụ ấy, con ruồi và Hitler ngang nhau, bởi vì mỗi cá nhân đều là một đơn vị pháp giới giống nhau hết, cái nào cũng đâm quẩn hết. Nhưng mà do cái bản tánh hung ác mà cộng cái công đức của một kiếp nào đó, hai cái, do công đức bây giờ sanh ra là người có quyền lực,
Nhưng mà do cái bản tánh hung ác của giời sanh ra là một bạo chúa, rõ ràng lắm, trong kinh nói rất rõ ràng. Mình tập tạ thì mình có cơ bắp, nhưng mà do cái chế độ ăn uống thì mình bị sỏi thận. Hai cái đó nó khác nhau, chứ mình đừng có nói là tại sao tôi tập tạ mà tôi bị sỏi thận. Hai cái nó khác nhau. Anh tập tạ là anh có cơ bắp, đúng, anh có thể hình, đúng, nhưng mà cái chế độ ăn uống của anh hoặc là cái cấu trúc sinh học của cơ thể anh nó làm sao đó mà cuối cùng là nó động cái vôi trong người anh, nó làm thành sỏi thận. Sạn mặt thì cái đó là chuyện của anh, nó là chuyện khác nha. Ở đây cũng vậy, do công đức mà mình làm một người sanh ra làm người có quyền lực. Nói rằng người ta nghe đấy, các vị biết xuất thân của Pol Pot, xuất thân của Hitler, xuất thân của Mao Trạch Đông rất là bình thường, rất là bình thường. Nhưng mà đó, nhờ cái phước xưa mà trong đến một cái lúc nào đó tự nhiên họ có tiếng nói. Và các vị tưởng tượng đi, ở trong bất cứ một cái đảng phái chính trị nào, cái chuyện mà thanh trừng là cái chuyện đương nhiên, tất nhiên, cố nhiên, dĩ nhiên ấy. Vậy mà mấy ông này sống thiên nô bất biến, không phải chắc không ai giết mấy ông này hết. Mao Trạch Đông cũng thọ, Pol Pot cũng thọ, chỉ có Hitler đó là bị đoản mệnh thôi, chứ còn mà phi như Fidel Castro là thọ cực kỳ, mấy cái tên là gian ác sống lâu lắm. Nhờ cái phước của nó, còn cái phước của nó, có mấy gian ác mà nó yếu thì không có đáng nói, nhưng mà gian ác mà nhất là những tên ảnh hưởng người quần chúng, tại sao người ta không giết được nó? Nhiều người muốn giết lắm chứ, còn biết bao nhiêu tướng là ám sát Hitler mà không là không. Và Mao Trạch Đông không phải là trường hợp ngoại lệ. Mao Trạch Đông tại sao mà ông ra tay, ông thanh trừng nội bộ một cách phải nói là sát vậy, là tại sao? Là bởi vì đó, ông biết rất là nhiều tay thà giết lầm chứ còn để nó thế nào cũng lật đổ. Như Bành Đức Hoài, Lưu Thứ Kỳ rồi đó, mấy ông đó mà lơ mơ là cũng không yên nhau đâu nha. Cho nên là ông ác lắm. Và mình thấy đó, tuy riêng mà trong có nghĩa là chỉ cần mà gặp một bậc hiền thánh nào đó cúng dường một cái đáy chuối, một muỗng cơm thôi là công đức đó là không kệ, không có thể là tư nghị được, không? Rồi có nhiều người chỉ có phước mà không có đức, có nghĩa là không có hàm dưỡng đó, không có hàm dưỡng đạo đức, cái đó là một cái đáng sợ nhất. Nó có phước mà không có đức, coi như là nó không có quan tâm đến chuyện trao dồi tâm tư, không quan tâm đến giá trị tinh thần. Mà do một lúc nào đó tình cờ ngẫu nhiên may mắn mà nó cúng dường cho hiền thánh một cái gì đó, nó cúi lại được chư Phật một cái, lại chư Phật được một cái, cúng dường muỗng cơm là mập chứ nó. Sau này nó ra là nó ngồi trên đầu thiên hạ, nó quyền lực vô biên, mà trong khi đó thì nó chưa kịp hàm dưỡng nội tâm, nó kẹt lắm. Không, mà ngược lại, nếu mà một cá nhân mà có được những cái tác động tích cực lên quần chúng đó, thì lúc bây giờ tuy nói là một cá nhân nhưng mà người này đã trở thành ra là một cái suối nguồn an lạc cho rất là nhiều người. Cho nên mình hãy nhớ tâm niệm thế này: tôi bé mọn không có đáng kể, thậm chí tôi chỉ là hạt bụi, nhưng mình hãy nghĩ như vậy để khiêm tốn, hãy nghĩ như vậy để buông bỏ. Nhưng mà phải nghĩ cái tiếp theo: tuy tôi bé mọn, tuy tôi chỉ là hạt bụi, nhưng mà những cái tư duy, những cái hành động, những ngôn từ của tôi hoàn toàn có thể để lại những cái di họa cực lớn cho thiên hạ. Đấy. Mình thấy mình bé mọn để khiêm tốn, nhưng mình phải ý thức được cái khả năng như là gieo họa hoặc là gieo phúc của mình để làm chi, để mình sống có trách nhiệm hơn. Khiêm tốn nhưng có trách nhiệm, đó chính là một người Phật tử. Nha. Biết mình là một hạt bụi thôi, đó là khiêm tốn. Nhưng mà ý thức rất rõ rằng những tư duy, những câu nói, những hành động lớn bé của mình, nghe cả những hấy quýt lườm liếc của mình, những cái cười mỉa của mình, một câu nói nhẹ nhẹ, một hai chữ của mình, coi chừng nó để là một cái di họa cực lớn cho người khác. Đây, ghê lắm quý vị. Trong kinh nơi có một cái cô tiểu thư đó, trong lúc cũng nóng giận, chuyện dài lắm. Tôi chỉ kể vắn tắt là trong lúc mà cô đi lễ tháp Xá Lợi đó, đi chùa nhà lễ tháp Xá Lợi, thì cô nghe một cái tiếng khạc đòm ấy, khạc nhổ ấy. Cô nghe tiếng khạc thì cô mới ngước, cô nhìn cái đám người đi trước đó, thì nguyên một rừng người đông lắm, mà tại sao cô không chú ý ra mà cô lại chú ý đến một vị tỳ kheo ni? Tại cô thấy mấy người kia ăn mặc bảnh bao, thì tự nhiên cái chuyện bậy đó cô phải nghi bà tỳ kheo ni này rồi. Đó, bà nghe tiếng khạc nhỏ, bà mới buộc miệng mà nói: cái con điếm này lên tới đây mà nó còn bất vệ sinh. Bà giận, bà chửi vậy đó. Có con điếm này lên tới đây mà nó còn khạc nhỏ như vậy.
nhưng mà bà không hề biết rằng cái vị tỳ kheo ni đó là một vị A-la-hán. Cho nên chỉ vì cái câu chữ cái con điếm này nó lên tới đây mà nó còn khạc nhậu, chỉ một câu đó thôi mà coi như nó là suốt 500 kiếp sống sau đó là bà cứ sanh ra là làm gái, có lúc thì bà làm điếm mà hết điếm mà chuyển qua bà làm gái, mà bà gọi là suốt coi như là 500 kiếp sống như vậy. Và đến đời Đức Phật mình bà vẫn là một cô điếm, nhưng mà may là gặp Phật thì nghe pháp là chứng thánh à, chứ còn không nữa không biết bà còn làm được tới bao lâu nữa à, cứ quẩn quẩn mà cứ làm gái, quẩn quẩn là cứ làm điếm mà suốt mùa thu cảnh mạng như vậy trong suốt mấy trăm kiếp. Và đương nhiên mình phải hiểu ngầm, khi mà chúng ta sinh ra đời với một cái thân phận mà thấp kém như vậy, chúng ta rất dễ trở thành cái đối tượng khinh miệt để cho người khác xúc phạm. Và như vậy vô tình mình lại trở thành ra là cái điều kiện, cái cơ hội cho người khác gieo họa, có đúng không? Đúng không? Khi các vị bố thí nhiều đời sau sinh ra, người ta gặp cái mặt của quý vị người ta muốn cho. Đấy. Mình nhiều với bố thí, mình đẻ ra đó, người ta gặp cái mặt mình người ta muốn cho. Mà mình ác khẩu đó, chửi rủa đó, đời sau sinh ra tự nhiên ta gặp mặt mình người ta muốn chửi. Như vậy thì cái chuyện đầu tiên đó là cái nghiệp đó mình làm cho riêng mình. Nhưng mà khi cái quả nó trổ, nó dục thì người ta phải gieo nghiệp thiện hoặc ác ngay trên chính mình. Thí dụ như Đức Phật đi, ngài tu quá nhiều kiếp, cho nên kiếp chót khi mà ta nhìn ngài là tự nhiên người ta muốn gieo nhân thiện, mặc dù cái hình hài của ngài là hòa thiện của ngài đúng, nhưng mà cái âm thanh, cái ánh mắt, cái vẻ đẹp, cái hảo tướng của ngài đó khiến cho người ta nghĩ đến chuyện gieo nhân, phải gặp người ta kính quý. Đấy, nhớ cái đó. Mỗi một chúng sanh đều mang bên người hai cái thùng, tôi nói hoài, một cái thùng thuốc nổ và một cái thùng diêm. Cái thùng thuốc nổ nó chính là cái quả quá khứ, còn cái thùng diêm là nhân hiện tại. Thì cái thùng thuốc nổ của mình mà nó va vào cái thùng diêm của người khác, tức là cái quả xấu của mình nó dễ va vào cái nhân xấu của người khác lắm. Người khác họ nhìn mình nó dễ có cái nhân xấu. Không? Và cái thùng diêm của mình nó là cái nhân bất thiện của mình, nó dễ va vào trong cái quả xấu người khác, tức là cái thùng thuốc nổ của người khác lắm. Đấy. Cho nên mỗi đứa sắp ôm hai cái thùng đi toàn đen vậy. Thì cái nhân xấu của người này nó dễ, nó kiếm chỗ nào nó phát tác, nó kiếm chỗ đứa nào mà đang có quả xấu nó phát tác lên đứa đó. Và cái nhân thiện của đứa này nó sẽ phát tác ở đâu? Nó phát tác trên những đối tượng mà họ đang nhận cái quả lầm. Mình gặp nhiều người, mình nhìn cái mặt họ tự nhiên mình muốn cho. Có nhiều người mình nhìn mặt họ tự nhiên mình muốn chào, mình muốn cười vui vẻ. Có nhiều người mình gặp họ mình không muốn chào. Đấy, nhớ nha. Cho nên tuy mình tu hành, mình luôn luôn tâm niệm tôi bé mọn, tôi chỉ là cát bụi, không đáng gì, đó là khiêm tốn. Nhưng mà mình phải nhớ rằng tuy là cát bụi, tuy là vô danh, tuy không đáng gì, nhưng mà những cái tư duy, ngôn ngữ, hành động lớn bé của mình đều có thể để lại những cái ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, sâu đậm lên người khác. Đấy. Trong kinh có kể chuyện mà bốn cái cậu công tử mà vì ham của mà đi giết một cái cô danh kỹ. Đấy. Không đầu mướn người ta thuê người ta đi chơi chung với mình trong một cái ngày lễ hội cho vui thôi. Nhưng mà tới nơi thấy người ta đeo vòng vàng nhiều quá rồi, cái mấy ảnh đè giết người ta chết. Thì mấy cái ông này là đều là những cái bậc là tu hành kinh dị lắm, mà nhầm cái kiếp nó dễ vui thôi, dễ ngươi. Về sau khi mà gặp Phật rồi thì mấy cái ông công tử này trời ơi, toàn là bậc thánh không. Mà cái cô gái ngày xưa đó bị giết chết đó, lúc cô hấp hối cô có thề độc, cô nói nếu còn cái kiếp sau thì tụi bay đi đâu rồi đâu tao giết sạch tới đó. Này, cũng khấn như vậy. Do cái quan trái đó cho nên là cứ đời đời sinh ra là hãy có điều kiện là bà cứ gặp bốn người này là bà ghét, bà cứ được bà hại được rồi bà hại, bà giết được bà giết. Mà cái xui là cuối cùng là mấy vị này, bốn cái cộng tử thành bốn vị thánh, mà bà cũng giết luôn. Bà lúc mới làm một dạ xoa bà giết, toàn là trong đó có A-la-hán, có A-na-hàm, thứ dữ không đó. Bà giết. Thì các vị hiểu rồi, giết một vị A-la-hán là cái tội biết bao nhiêu lần này, bởi vì bị làm luôn A-na-hàm, A-la-hán làm bốn vị như vậy. Cho nên khi mà bà chết rồi bà bị đọa đó, là khi mà bà trở lên, cái này mới mệt cho người ta nè. Nói mệt cho người ta nè. Không phải là bà gieo cái ác nghiệp rồi bà trở lên bà khổ mình bà đâu. Mà chính vì cái ác nghiệp đó quá khứ, bà đẻ ra là bà cứ bị người ta giết lại, bà bị người ta hại lại,
đây, và vô hình chung là bà lại gieo cái mầm họa cho người khác. Còn nếu mà chúng ta tu tập từ bi trí tuệ chánh niệm, kham nhẫn thiền định ấy, bố thí trì giới, hồi hướng phục vụ, thì đời đời sanh ra mình trở thành ra là một cái đối tượng để người ta phát khởi cái thiện tâm. Cho nên chung mà riêng là chỗ đó, mà riêng mà chung là chỗ đó đó. Ghê lắm quý vị, ghê lắm. Cho nên là một người sơ cơ không biết gì hết thì cứ nhớ mấy cái chữ tuy này thôi. Chữ tuy này nghe nó rất là tốt, nhưng mà nó là một cái tiền đề mở ra rất nhiều cái vấn đề tu học. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, tuy ít mà nhiều, tuy nhiều mà ít, tuy chung mà riêng, tuy riêng mà chung, tuy sướng mà khổ và tuy khổ mà sướng. Làm sao? Tuy sướng mà khổ có nghĩa là này, đúng, cái chỗ này không giải thích cho kìa biết rồi. Có nghĩa là khổ đó có hai, khổ bản chất và khổ hiện tượng, hoặc là khổ bản chất và khổ cảm giác. Khổ cảm giác là sao? Tức là cái khó chịu về thân, về tâm, đó gọi là khổ cảm giác. Còn cái khổ bản chất ở đây có nghĩa là cái gì mà vô thường, vô ngã, cái gì mà còn có sanh, có diệt, còn có hiện hữu, còn có tồn tại, thì cái đó đều là khổ hết. Nhớ nha. Cho nên á, tuy cái tới cái cặp này là tuy sướng mà khổ, tuy khổ mà sướng. Ở đây đó là có những người do cái tiện nghiệp quá khứ, bây giờ họ sanh ra họ được hưởng rất là nhiều cái may mắn, thấy nó sướng nữa. Nhưng mà may mắn mà sung sướng nó được bao lâu? Nó được có nhiều lắm là vài chục năm thôi. Và tôi nhớ tôi có nói không biết là bao nhiêu lần cái chuyện này. Có một cái điểm khác biệt giữa người lành và người bất thiện á, là cái người lành ấy, khi mà họ đón nhận cái quả xấu hay là cái quả lành của tiền kiếp ấy, tôi nói thẳng luôn, cái người lành nó mơ hồ, nó hành giả tứ niệm xứ đi, hành giả tuệ quán. Khi mà mình sống chánh niệm ấy, thì gặp cái cảnh đời mà nó ngọt ngào hay là nó cay đắng ấy, thì mình đón nhận nó bằng cái chánh niệm và trí tuệ. Có nghĩa là dầu cho mình nhận cái quả lành hay là cái quả xấu thì đều là cơ hội để mình tạo nhân lành. Đó là cái người thiện ấy. Còn cái người bất thiện ấy, khi mà họ gặp cái chuyện đắng cay ấy, thì họ đón nhận nó bằng cái lòng bất mãn, đó lại là bất thiện. Mà họ gặp cái ngọt ngào, họ đón nhận nó bằng cái sự đam mê hưởng thụ, nó lại cũng bất thiện nữa. Như vậy thì cái người lành ấy, người hành giả tứ niệm xứ ấy, dầu nhận quả lành hay quả xấu thì họ đều lấy đó làm cơ hội để tạo nhân lành. Còn cái người bất thiện ấy, dầu nhận nhân lành, dầu nhận cái quả lành hay quả xấu ấy, thì đều lấy đó làm cơ hội để mà tiếp tục tạo nhân xấu. Nhớ nha. Cho nên cái cặp này nè, tuy sướng mà khổ nghĩa là sao? Tức là nếu mình không có tu tập ấy, thì bây giờ mình có hưởng được bao nhiêu quả lành đi nữa thì những quả lành nó còn là cái họa nhiều hơn cái phúc. Tôi nói này ra có nhiều người họ không đồng ý, mà tôi vẫn phải nói. Có nhiều người đó, chứ phải mà họ nghèo hơn chút là họ đâu có tệ dữ vậy. Họ xấu hơn một chút họ đâu có tệ dữ vậy. Họ đừng có may mắn trong con đường sự nghiệp, đừng có tiếng tâm uy tín thì họ đâu có mà thê thảm như vậy. Mà chính vì họ có quá nhiều thứ trên cuộc đời, họ đi vào bóng đêm, đi vào ngõ cụt. Lạ, có nhiều người cái nhan sắc, cái tiền bạc, cái sức khỏe, cái trí tuệ của họ đó, nó là cái phúc, là bởi vì á, là nó là cái điều kiện để họ tiếp tục làm thiện. Nhưng mà ở nhiều người mấy cái đó nó trở thành cái mầm họa. Mầm họa, tôi nói hoài. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình ngủ đêm sáng ngày vậy, mà mình trở thành ra là đệ nhất Mỹ Nam, mình đệ nhất gia nhân, không, đẹp lộng lẫy luôn. Rồi trong nhà băng mình có được tự nhiên, có ai đó rót nhà băng mình vài chục triệu, rồi các vị nghĩ coi lúc đó mình có quẩn để mình học giáo lý không? Tôi không có nói nha. Tôi không có nói là quý vị vào trong đây là vì các vị nghèo, tôi không có nói. Nhưng mà cái này tôi dám nói nè. Nếu mà một ngày mà quý vị thu nhập được 1 triệu đô la, một ngày mà quý vị nhận được mà vài chục cái email gọi là tỏ tình, làm quen của mấy cái nhân vật mà lừng lẫy của Hollywood, thì tôi nghĩ chắc các vị không có quẩn mà vô đây nghe đâu. Mà nhờ có cái là các vị bây giờ cũng không có mấy cái đó. Chứ ngày mà nó vô 1 triệu sao quẩn đâu vô nghe đạo. Nhớ cái đó. Cho nên trong kinh nói ghê lắm.
không có ở đâu mà sướng bằng cõi tiên hết, trên cõi trời đó. Nhưng mà không có đâu mà cái chết kinh hoàng mà trên cõi trời hết. Bây giờ cõi người đó nhiều khi đó, thấy nó khổ vậy đó, nhưng mà nó có nhiều kiểu chết lắm. Phải cõi người, có nhiều người họ khổ quá đó, họ coi cái chết là một cái giải thoát. Rồi có người, nhiều người họ chết trong sự sợ hãi, trong tiếc nuối, có đủ thứ. Và có những người họ chán đến mức họ đi tự sát nữa, có người, cho nên nó đủ kiểu chết đó. Nhưng mà riêng ở trên cõi trời đó thì 99,9% chết là sợ hãi. Ghê không? Các vị nghe bữa nay tôi cho các vị biết cái chuyện động trời này. Ai cũng nói sướng như tiên đúng không? Nhưng mà không, trong kinh nói mới ghê. Cái cõi người thấy nó như vậy đó, nhưng mà nó có người tu, có người ác. Rồi có người thì chán sống, có người thì yêu đời, nó có đủ hết, cho nên nó có đủ kiểu tâm trạng hấp hối hết. Nhưng mà cõi trời thì không, cõi trời nó sướng lắm, nó sướng dữ lắm. Cõi trời trong kinh nói khi mà mình có phước mà mình về trời đó, mình tắt thở vào đây nữa mà mình sanh về trời tránh, mình có cảm giác giống như mình mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vậy đó. Nghe nó thơm ngát mát lạnh mà xung quanh có những âm thanh du dương dịu dặt thánh thót thanh tao đã lắm. Và tiên nam á, dù sanh ra là đã có cái diện mạo của một thanh niên 20 tuổi, và tiên nữ vừa sanh ra là đã có diện mạo của một thiếu nữ 16 tuổi, và cứ vậy, không, cứ vậy mà nó kéo dài cho đến suốt cuộc đời, không có cái vụ mà già đi. Giống như cõi người mình, ví dụ như một đứa bé 16 nó khác 20, rồi 20 nó khác 40 nó khác 50 đúng không? Mà có trời thì không. Nên có trời một cái người mới lên trển hay là một cái người mà sắp chết thì nó đẹp y như nhau. Nó chỉ có cái này là trước khi mình chết mình nghe người mình nó không được an lạc, nó không thoải mái, cái nó bực mình lắm, hào quang nó mờ đi, rồi bông hoa xung quanh mình nó thì nó héo đi đó, mà mình có cảm giác như nó đổ mồ hôi đó, là lúc đó là teo rồi đó, lúc đó là biết là sắp đi. Mà coi như suốt bao nhiêu triệu năm trên đó là toàn là hưởng thụ, không ăn, rồi là trai gái nam nữ hái hoa bắt bướm, nắm tay dìu nhau bay lượn trong bao nhiêu là cái lâu đài vàng ngọc lưu ly pha lê lấp lánh, chiếu ngời rực rỡ thơm ngát mát lạnh, không hề biết đói khát bệnh hoạn, không hề biết thất vọng sợ hãi tai ương, không biết gì trơn. Sống tôi nó đã đời ông địa, tới lúc mà nó thấy những cái dấu hiệu mà của người cận tử á, hào quang lu mờ, nội tâm không có được thoải mái, ngồi đâu cũng thấy day sức, người có cảm giác như đổ mồ hôi, rồi hoa tràn hoa bị héo, và biết là sắp đi rồi. Trong kinh có kể mình nghe hai cái chuyện. Một cái chuyện là thiên tử đi thích, ngày kia thấy cái mấy dấu hiệu đó rung lắm, rung lắm, biết mình sắp chết mà biết đi về đâu, thì mới chợt nhớ bây giờ chỉ có người giúp mình được đó là Đức Phật. Thì xuống nghe pháp xong thì lập tức chứng tu đầu quần, chết liền tại chỗ và sanh trở lại trong tích tắc, đó là làm thiên chủ Đế Thích. Cái chuyện đó nó diễn ra rất nhanh đến mức mà chỉ có hai người biết, đó là Thế Tôn và bản thân Đế Thích biết thôi. Một vị thứ hai đó là một vị thiên tử đi hái hoa bắt bướm với mấy cô tiên nữ đó, thì ổng có 1,000 cô theo hầu, thì ổng cho 500 cô lên trên hái, rồi 500 cô ở dưới đất bên cạnh ổng. Thì sau 500 cô kia lên hái liền xuống, rồi sao không thấy liền, ổng mới nhìn lên thấy mất tiêu. Thì ổng mới dùng cái thần thông ổng quán, ổng thấy 500 cô này chết rồi, vì họ chết rồi không có để lại xác, họ chỉ tan loãng như khối vậy. Thì ổng thấy 500 cô này đã chết và đã đi về địa ngục. Thì và trên cõi trời đó tuổi thọ nó giống nhau lắm. Hễ đứa này đây là đứa kia nó trang lứa, đứa kia này đây là đứa kia đây đó. Thì ổng mới nhìn lại 500 đứa cô bên cạnh, thì ổng biết là 500 cô này cũng sắp chết và cũng sẽ về địa ngục. Thì ổng nói chết rồi còn mình thì sao, ổng cũng biết mình sắp chết và cũng sẽ về dưới chung một chảo. Thì lúc đó là ổng hồn vía lên mây, rồi ổng mới lập tức ổng nghĩ đến cái người có giúp được ổng là Đức Phật. Khi mà ổng xuống hỏi đạo Phật xong thì ổng chứng được đồ quần là ổng phải đu. Chứng được đồ quần thì coi như là thiên thu, rồi ổng đâu có bị đọa nữa. Cho nên cái gọi là tuy sướng mà khổ là vậy đó. Có nghĩa là một cái người không có tu đó thì tất cả cái sướng nó chỉ là mầm họa thôi. Còn tuy khổ mà sướng là làm sao? Có nghĩa là đối với một người có tu học đó, thì toàn bộ thế giới này nó là cái cảnh khổ. Và tất cả những gì mà mình gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và tư duy cũng đều là khổ hết. Nhưng mà khi mình thường trực sống ở trong cái nhận thức như vậy đó, thì tuy khổ mà sướng, có nghĩa là tuy là luôn sống trong cái nhận thức thì phải nói là hơi u ám,
hơi có bằng ngũ ám về thế giới đó. Đó, nhưng mà nó chính là cái nền tảng để giải thoát. Và phải nói có một chuyện, nhiều người hiểu lầm lắm, họ tưởng là đạo Phật nói về cái chết, đạo Phật nói về sự vô thường, là đạo Phật là gieo rắc cái mầm bi quan cho môn đồ. Không phải, không phải. Đức Phật ngày không có nói cho mình sống bi quan, mà ngài chỉ dạy cho mình thấy là sự thật. Khi mà anh liên tục và thường trực sống trong cái sự thật á, mỗi đầu nghe ghê lắm, ăn rồi cứ nghĩ nó cái chết thì nghe nó ngán lắm. Nhưng mà nếu anh liên tục anh sống trong cái đời sống tỉnh thức đó, với từng hơi thở, với từng cái động tác sinh hoạt, với cái suy tình niệm thường trực về cái chết đó, lâu ngày đó, anh không còn cái kiểu sợ bốc đồng bồng bột như cái người không biết đạo, mà anh nghĩ về nó bằng một sự thanh thản, nhưng mà luôn luôn sống trong cái sự chuẩn bị. À, cái đó là mới đúng là Phật pháp á. Chứ còn mà mình quán niệm lời Phật mà để rồi cứ sợ hãi thì đó chỉ là bước đầu thôi. Mà bước tiếp theo là dần dần mình sẽ đi đến một lúc mình thấy sống và chết nó chỉ là hai mặt của đồng tiền thôi. Duyên còn thì sống, mà duyên hết thì thôi, duyên tụ duyên tán. Cái không có thiết tha cái gì cho nên cũng không có sợ mất cái gì. Nhớ cái đó, không thiết tha cái gì thì không sợ mất cái gì. Khi mình còn có cái gì đó để mà thiết tha, để mà nắm níu thì tự nhiên mình sợ mất. Mà chính cái sợ mất này nó dẫn đến chuyện mình sợ chết. Đấy, sợ chết. Còn khi mà cả cái mạng cùi này mà mình cũng có thể bỏ đi đó, thì mà mình không có tự sát nha. Người đệ tử Phật không có tự sát, không có tự sát. Nhưng mà mình có thể sẵn sàng thanh thản nhìn duyên đến để mà đi. Đấy, thì khi mà thường được sống trong đó thì coi như mình thường được sống trong cái khổ chứ còn gì nữa. Không, người ta đời nó là quần hồng áo lục rồi biển xanh mây trắng nắng vàng, còn mình người tu Phật là lúc nào nhìn cuộc đời nó cũng đen thui vậy chẳng hạn. Nhưng mà sống trong cái khổ, nghĩa là sống trong cái nhận thức như vậy đó, sống trong cái nhận thức mà xem ra có vẻ là bi quan, nhưng mà thật ra là đang được nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào sự thật. Người Tây nó có một câu hay lắm. Không phải vấn đề nào ta cũng có thể giải quyết, nhưng mà khi tìm cách giải quyết vấn đề thì chí ít ta cũng được một chuyện, đó là đang đối diện với một sự thật. Nó giúp ta nhận ra được một sự thật. Tôi rất là thích cái câu đó. Tôi nhắc lại nha. Không phải vấn đề nào ta cũng giải quyết được, tuy nhiên trong lúc tìm cách giải quyết thì ta có cơ hội để biết ra được một sự thật. Đó rất là hay. Bởi vì cái mình sống, mình khổ là vì mình mê lạc. Mình không biết cái vấn đề mình nó nằm ở đâu. Cái đó là cái khổ lắm. Sống mà không biết cái vấn đề mình nằm ở đâu. Nên trong bài giảng trước tôi có nói, tôi dành nguyên một bài giảng kỳ trước để tôi nói về cái chữ vấn đề đó. Khi mà mình không có biết cái vấn đề của mình nằm ở đâu, mình coi cái chuyện rùi bu nó là vấn đề, và coi cái thật sự là vấn đề nó chỉ là cái chuyện không đáng quan tâm. Khi mà mình có cái sai lầm như vậy đó, khi thấy cái vấn đề nó không phải là vấn đề, mà cái không phải vấn đề mình coi nó là vấn đề, mình mới đi tìm những giải pháp cho cái không phải là vấn đề. Đã, và như vậy thì từ cái lầm này nó dắt qua cái lầm khác, nhớ nha. Còn ở đây á, đối với người tu Phật á, cái chuyện quan trọng là thấy ra sự thật. Ông Krishnamurti của Ấn Độ có nói một câu rất là hay: khi thấy ra sự thật là con đã được tự do. Hồi nhỏ, hồi trẻ tôi đọc cái đó tôi không có thấm, bây giờ tôi già tôi thấy đúng, tôi hiểu câu đó. Khi thấy ra được sự thật là con đã được tự do. Cái mà sợ nhất là mơ hồ, không biết cái gì nó đang xảy ra. Cái đó sợ lắm, sợ lắm. Khi mà ta thấy ra được cái vấn đề nó nằm ở đâu là ta đã giải quyết nó được 50% rồi. Đấy, 50%. Không? Mà các vị tưởng tượng này, gánh cái gánh nặng trên vai mà mình bớt đi 50%, bớt đi nhiều lắm chứ. Không? Một cơn trọng bệnh là bớt đi được 50% nhiều lắm. Một số nợ mà bớt đi được 50% nhiều lắm chứ. 50% có nhiều trường hợp nó rất lớn nha, rất lớn. Các vị không tin, các vị cứ vô nhà băng, các vị lấy ra 50% gửi cho tôi, các vị thấy nó lớn ghê lắm. Nó lớn lắm. Tự nhiên cái chuyển, khi mà chuyển đi rồi đó, các vị mới thấy là nó lớn. Chứ còn nó đang nằm ở trong nhà băng thì không thấy nó lớn đâu. Nhưng mà bây giờ tự nhiên chuyển đi rồi đó, tôi không biết vì có bao nhiêu, mà tự nhiên mình chuyển đi 50 rồi đó, 50% sao nó lớn dữ trời. Mình đâu có ngờ nó lớn dữ thần như vậy. Cho nên bài giảng trưa nay á, là tôi đặc biệt tôi nói một chữ thôi cho cái người mà dốt đặt cán cốt ấy, đó là chữ tuy. Nhớ mình dốt gì thì dốt, mình cứ nhớ mình tu một chữ tuy thôi, đó là tu, người hỏi tu cái gì, tu chữ tuy, thêm gì correct nữa, tu chữ tuy thôi. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, tuy thấp mà cao, tuy cao mà thấp,
tuy riêng mà chung, tuy chung mà riêng, tuy sướng mà khổ, tuy khổ mà sướng, là chỗ đó đó. Nó còn nhiều lắm, nếu mà mình có thời gian ấy thì tôi nghĩ không có dưới là 20 chữ tuy đâu, nhiều chữ tuy lắm, nhưng mà chừng đó là đủ để gợi ý cho bà con sau khi nghe bài giảng này rồi về ở không ngồi ngẫm ngẫm coi nó còn lòi ra bao nhiêu chữ tuy nữa. Nó còn nhiều chữ tuy lắm, phải không? Như là nói chung là thế giới này là thế giới của từng cặp tương đối, ghét thương này, sáng tối trong ngoài. Tôi xin đoan chắc con số 20 không có đủ rồi, chắc tôi nghĩ tới số 100 đó. Cứ cặp là vấn đề giáo pháp hết. Thấy sáng mà tối, thấy tối mà sáng, thấy ghét mà thương, thấy yêu thương mà ghét, thấy đẹp mà xấu, thấy xấu mà đẹp. Thì chỉ cần tôi gợi ý mấy cái nãy giờ thì tôi tin chắc rằng quý vị bình tâm một tí thôi, thì chỉ cần tu một chữ tuy thôi. Có ai đó hỏi cái vị Phật giáo dạy cái gì, cái vị nó Phật giáo dạy nhiều vấn đề lắm, mà tôi học được cái một chữ tùy thôi. Thế là các vị nói từ sáng tới chiều một chữ tùy, tôi tin rằng đó, các vị coi như là có thể độ được người ta đó. Rồi bây giờ tôi mệt rồi và tôi phải đi, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau ngày thứ hai tuần sau. Dạ dạ, con tri ân sư. Dạ dạ, con chào sư. Dạ. Rồi, bài giảng của